Hello, chào các bạn quay trở lại với Laptop World, từ giữa công nghệ lại của mình An Ủi đây. Và nếu như các bạn cầm khoảng 15 triệu đồng để đi mua một chiếc laptop Ultrabook thì có thể là các bạn sẽ chỉ mua được những sản phẩm rẻ tiền với một cái build nó không thực sự quá là chắc chắn này, một cái màn hình không đủ tốt, hay thậm chí là có cho mình một cái cấu hình nó không đủ mạnh. Nhưng mà tất cả những cái định lý đó hình như là nó không áp dụng với chiếc máy này, chiếc Gigabyte U4. Một chiếc máy cũng chỉ có mức giá khoảng hơn 15 triệu đồng một chút thôi, mà chúng ta đã sở hữu trong mình quá nhiều thứ vượt xa khỏi tầm giá của nó. Và hãy cùng xem hết video ngày hôm nay để chúng ta có thể tìm hiểu xem là tại sao chiếc máy này lại ngon đến mức độ như thế nhé. Bây giờ bắt đầu thôi. Ấy, từ từ đã. Trước khi vào xem video thì em click video mình để bên trên này này để có thể tham gia giveaway nhá. Đang có rất nhiều phần quà chờ anh em đấy. Máy tính bảng này, chuột Silent này, rồi là 12 USB nữa đang chờ anh em đấy. Tham gia nhanh lên nhá. Cái điểm đầu tiên cũng có thể nói là một trong số những cái điểm rất nổi bật, đó chính là việc mà nó sẽ được sở hữu cho mình một phần build cực kỳ chắc chắn. Đây là một phần build được làm từ hợp kim magie. Đây là cái điều duy nhất mà có thể nói là chiếc máy này chỉ có chiếc máy này có thôi. Không có một cái chiếc máy nào trong cái phân khúc giá này được sở hữu trong mình hợp kim magie. Một cái vật liệu rất là cao cấp mà chúng ta đã từng được nhìn thấy trên những dòng ThinkPad rồi. Và nó sẽ đảm bảo cho cái việc là chiếc máy này cực kỳ bền. Và nó còn đem lại một cái mức trọng lượng cực kỳ đáng kinh ngạc, chỉ ở mức là 999g mà thôi. Chưa đến 1 cân trong một chiếc laptop 14 inch. Thì đây là một cái điểm mình có thể nói là cái sự linh hoạt của nó rất là cao luôn. Rất là phù hợp với cả những anh em nào cần một chiếc máy để có thể mang vác qua lại giữa nhà hay là trường hay là cơ quan đều rất là tiện lợi luôn. Gia công thì nó ngon như vậy, nhưng mà phần thiết kế nó lại hơi đơn điệu so với cảm quan cá nhân của mình. Cái này có thể là điều dễ hiểu thôi. Gigabyte chưa giờ họ vẫn thế, chúng ta vẫn sẽ có cho mình một mặt A được làm nhám, và cũng sẽ có đó chính là logo Gigabyte được làm bóng và để ở giữa phần mặt A như thế này, thì trông nó cũng sẽ rất là tinh tế và đơn giản thôi, phù hợp với cả đại đa số người dùng ở thời điểm hiện tại, không yêu cầu quá nhiều sự nổi trội. Chuyển vào bên trong chúng ta sẽ có cái gì? Đây cũng là một trong số những cái điểm rất là ngon khi mà chúng ta được sở hữu cho mình một màn hình 14 inch, tấm nền IPS LCD cho độ phân giải là Full HD, có DCI-P3 ở mức 100%. Và chắc chắn rồi, và độ sáng rất là cao, lên tới là 450 nit. Thì đây là một trong số những cái màn hình có thể nói là vượt trội ra khỏi cái tầm giá này. Chúng ta có thể nói đến cái việc là có những cái đối thủ khác của nó, ví dụ như là chiếc MSI Bravo chẳng hạn đi, thì chỉ có một màn hình 45% NTSC mà thôi. Hay là những chiếc máy khác như là Acer Expert Book cũng vậy. Nó không có cái điểm gì nổi trội hơn chiếc máy này cả. Và thực sự một cái màn hình như này nó có thể giúp ích rất nhiều cho những cái trải nghiệm sử dụng của anh em. Những anh em nào làm về đồ họa này, thiết kế này, thì phải nói là thực sự rất là thích chiếc màn hình này luôn. Và ngoài ra nó cũng sẽ có cho mình mật độ điểm ảnh ở mức là 157 ppi. Và đây cũng sẽ là một màn hình chống lóa nữa. Có cái điểm hơi đáng tiếc một chút là nó sẽ chỉ là một màn hình 16:9 mà thôi, chứ không phải là một màn hình 16:10 để có thể hỗ trợ tối ưu cho cái công việc của anh em. Nhưng mà mình thấy nó vẫn là đủ. Có cái điểm không thực sự thích ở đây đó chính là việc mà nó là một màn hình 16:9, cho nên là cái viền dưới của nó hơi dày một chút mà thôi. Còn về cái cảm quan cá nhân của mình thì đây vẫn là một màn hình có thể cho ra một cái giá trị sử dụng cực kỳ lớn luôn. Một cái điểm khác về phần thiết kế nữa đó chính là về phần bản lề. Chúng ta vẫn sẽ có cho mình đó chính là một phần bản lề liền giữa cái phần khung máy và cái phần màn hình. Thì chúng ta hoàn toàn có thể mở gập chiếc máy này qua một góc lên tới là 180 độ. Và nó sẽ rất là hợp cho các bạn nào cần phải chia sẻ thông tin, nhất là trong những cái buổi họp hay là các bạn đang gọi là họp nhóm các thứ, thì nó cũng sẽ rất là tiện lợi. Và đặc tính của màn IPS LCD với góc nhìn rộng lên tới là 178 độ thì nó cũng sẽ giúp ích rất là nhiều cho cái quá trình các bạn học tập hay làm việc cũng sẽ rất là ok. Ngay bên trên màn hình chúng ta đã có đó chính là một phần webcam. Đây là webcam 720p. Với một cái webcam nó bình thường như này, không quá nhiều điều để nói, chúng ta vẫn sẽ có thể hỗ trợ học online rất là tốt trên một chiếc máy như thế này. Nó là một cái phần tiêu chuẩn rồi, thế nên là nó làm tốt công việc của nó. Ok. Các bạn có thể nhìn thấy là ở phần bàn phím này, chúng ta có sở hữu cho mình một cái bàn phím có một cái layout bố trí rất là hợp lý này. Chúng ta có một cái phím bấm được làm lớn ra, thế nên là những cái trải nghiệm liên quan đến gõ phím nó cũng sẽ rất là dễ dàng. Và đây là một bàn phím rất là ngon lành. Chúng ta có thêm cả rất nhiều phím chức năng và có thêm cả đèn nền bàn phím nữa rất là cao cấp. Cá nhân mình với cả những cái trải nghiệm mà cái bàn phím này cho ra thì đây cũng là một bàn phím rất là ngon lành rồi. Còn chuyển xuống bên dưới với phần touchpad thì chúng ta có thể nói về cái phần touchpad là như sau. Nó bé nhưng mà nó có võ. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng tốt tất cả những cái thao tác cử chỉ mà chúng ta có thể cài đặt trên Windows, từ vuốt một ngón, hai ngón đến ba ngón. Và đây cũng là một phần touchpad vuốt rất là mượt luôn. Nó phù hợp với tất cả những anh em nào với tất cả đặc tính tay, ví dụ như là không ra mồ hôi hay là thậm chí là có mồ hôi tay, thì nó cũng sẽ rất là mượt mà. Và chỉ có một cái là nó hơi bé mà thôi. Thực ra là mình cũng có thể thông cảm được, bởi vì đây vốn là một chiếc máy chỉ có 14 inch mà thôi. Bổ sung thêm cho anh em về cái phần trải nghiệm thì với hợp kim magie nó sẽ cho mình một cái cảm giác hơi bị flex nhẹ ở phần mặt C. Nó hơi flex thôi chứ thực ra là nó vẫn rất là bền nha anh em. Hợp kim magie đặc tính là như thế rồi, nó flex nhưng mà nó bền tuyệt vời ấy.
Về phần cấu hình thì chúng ta sẽ có con chip Intel Core i5-1155G7, một con chip đời 11 đến từ nhà Intel. Và với một con chip như thế này, nó vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng đủ tất cả những cái hiệu năng đến từ anh em mà anh em cần yêu cầu. Một chip 4x8 luồng với xung nhịp lên tới là 4.5GHz, kết hợp với một bộ RAM lên tới là 16GB DDR4 bớt 3200 có thể nâng cấp trong tương lai, ED512GB và card đồ họa Intel Iris Xe Graphics. Với một cái cấu hình như thế này thì anh em hoàn toàn có thể cân được những cái tác vụ liên quan đến văn phòng mà Word này, Excel, PowerPoint, hay mở rộng hơn nữa là anh em hoàn toàn có thể làm được những cái tác vụ liên quan đến thiết kế hình ảnh hay là đồ họa, ví dụ như là Photoshop này, AI hay là InDesign. Nó cũng sẽ tận dụng được tốt cái phần màn hình này, bởi vì đơn giản thôi là cái chiếc máy này nó vốn đã có một màn hình rất là đẹp rồi, nó rất là phù hợp với cả những bạn nào làm đồ họa, cho nên cái phần cấu hình này nó cũng sẽ đáp ứng được tốt cho anh em. Và chắc chắn rồi, cái phần cấu hình này với bộ RAM 16GB đã còn sát trên máy thì nó có là một cái lợi thế rất là lớn, khi mà chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp được nhiều tác vụ với nhau, hay thậm chí là những anh em coder IT cũng có thể xem xét lấy chiếc máy này về nếu như anh em đang ưa thích một chiếc máy có màn hình đẹp. Nói như vậy thì không phải là chúng ta không bị cắt giảm điều gì cả, chúng ta vẫn sẽ bị cắt giảm ở phần loa và cũng như là phần pin của chiếc máy này. Ở đây chúng ta có thể nói đến cái việc là nó sẽ chỉ sở hữu cho mình một bộ loa rất là bé, nó sẽ không được có những cái trải nghiệm đã bằng so với những cái chiếc laptop gaming hay là những chiếc laptop có trang bị loa công suất cao. Còn về phần pin thì chúng ta chỉ được sở hữu cho mình một viên pin khá là bé, 36Wh mà thôi. Một viên pin rất là bé, kể cả nếu mà chúng ta so sánh nó với một chiếc laptop 14 inch khác thì đây vẫn là một viên pin rất là bé và nó khó có thể đảm bảo được cái chất lượng sử dụng trong ngày của anh em. Ví dụ như anh em làm văn phòng từ 5 đến 6 tiếng nó cũng đã rất chật vật rồi. Chúng ta nên đầu tư thêm một cái sạc, chúng ta có thể cắm sạc và cho ra một cái mức hiệu năng ở mức ổn định nhất, và cũng như là thời gian sử dụng nó được đảm bảo cho anh em. Về khả năng kết nối không dây thì chắc chắn chúng ta phải nói đến, đó chính là chúng ta lại có Wi-Fi 6 AX201 đến từ nhà Intel, có Bluetooth 5.2. Và về cái khả năng kết nối ngoại vi với những cái thiết bị ngoại vi trên chiếc máy 14 inch như này thì mình cảm thấy là đủ. Anh em hãy nghe thử nhé. Chúng ta sẽ có hai cổng USB 3.2 Type-A. Ở đây sẽ là một cổng 3.2 Gen 1 và một cổng 3.2 Gen 2, một cổng USB Type-C hỗ trợ Thunderbolt 4, một cổng HDMI 2.0, một jack cắm tai nghe 3.5mm để có thể hỗ trợ cắm cả tai nghe, cả mic, và có thêm cả một cổng DC để chúng ta có thể sạc chiếc máy này. Thì cũng phải nói đến luôn là chúng ta sẽ có thêm một cổng micro SD, một cái cổng khá là mình cảm giác là nó hơi bị thọt ở thời điểm hiện tại nếu mà chúng ta so sánh với những cổng SD bình thường đi. Thì với một cái cổng bé như này chúng ta sẽ chỉ được cắm những cái thiết bị sử dụng thẻ này thôi, ví dụ như là Insta360 hay là có cả GoPro nữa thì nó cũng sẽ chỉ hỗ trợ được tầm đấy mà thôi. Và một cái điểm đáng chú ý nữa là cái nút nguồn của chiếc máy này đã được chuyển sang phần bên cạnh rồi, thế nên là anh em hãy lưu ý vấn đề đấy nhá. Ok, và đó là tất cả những gì mà mình đang muốn nói về chiếc Gigabyte U4 này. Vậy các bạn nghĩ sao, đây là một chiếc máy đáng mua hay không? Đối với mình thì nó xứng đáng với từng xu nếu mà chúng ta đang nói cái việc là chỉ có hơn 15 triệu đồng thôi. Anh em có một cái thiết kế rất bền bỉ với gia công cực kỳ chắc chắn từ hợp kim magie, với một mức cân nặng cực kỳ lý tưởng chỉ ở mức là 999g này, một cái mức cấu hình ở mức ổn, một cái màn hình thực sự rất là xuất sắc với 100% DCI-P3, có tấm nền IPS LCD, điểm ảnh lên tới là 152 PPI, thì mình thấy đây là một cái sản phẩm thực sự rất là đáng tiền. Bỏ qua những cái điểm yếu của nó về phần pin lên loa thì đây là một chiếc máy vốn rất là hoàn hảo rồi. Vậy anh em nghĩ sao, đây là một chiếc máy đáng mua hay không thì cho mình biết ở phần comment bên dưới nhá. Nếu các bạn thích chiếc máy này rồi thì hãy nhấn vào link bên dưới đi, nhấp thẳng đến hệ thống của Laptop World, hiện tại đã có mức giá rất là tốt rồi. Nếu anh em thấy video hữu ích hãy cho mình một like, subscribe để ủng hộ chúng mình trong tương lai nha. Mình là An, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.